Khởi nghiệp không phải là điểm khởi đầu hay đích đến, mà đó là một hành trình. Có những doanh nghiệp đã khởi nghiệp thành công, thị trường ổn định, quy mô mở rộng, nhưng họ vẫn luôn có những bước khởi động, đổi mới, sáng tạo trong cơ nghiệp của mình, trên những chặng đường phát triển. Đó là sự mày mò sáng tạo không ngừng, thay đổi, đổi mới sản phẩm để thích nghi sự biến động của nhu cầu thị trường. Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy móc. Ngược về vùng biên giới Tân Hồng Đồng Tháp, doanh nghiệp này đã từng là một câu chuyện khởi nghiệp khá thú vị khi từ một kỹ sư công nghệ thông tin chuyển sang ngành cơ khí chế tạo máy. Với dòng hút thổi và theo thời gian, doanh nghiệp đã có thêm nhiều sáng tạo đổi mới để phục vụ cho thị trường rộng mở hơn. Doanh nghiệp mình hiện bây giờ là khoảng 50 anh em công nhân. Chuyên là sản xuất cơ khí về các ngành vận chuyển các nguyên liệu rời. Đó là tên chung, cái tên mà gọi là tên chuyên ngành đó. Còn cái tên riêng ở ngoài người ta đừng gọi là máy hút thổi. Thì các cái sản phẩm mình đang làm hiện bây giờ là có dùng cái sản phẩm như là máy hút chấu nè, máy hút bắp nè, máy hút những cái vật liệu nông nghiệp như là kể ra là cà phê, bắp, rồi chấu, rồi tiêu, vân vân. Rồi về phần phục vụ cho ngành công nghiệp thì có xi măng, có những bã nành phục vụ các cái nhà máy chế biến thức ăn, rồi cho bay, rồi xỉ nghiền, tất cả những phục vụ cho ngành công nghiệp. Thì thật ra là cái ngành công nghệ thông tin mình được học trước kia là nó rất hỗ trợ cho cái ngành cơ khí rất là nhiều. Tại vì cơ khí hiện đại bây giờ đa số là thiết kế trên máy móc trước khi mình dây thi công. Cho nên là mình cũng rất là may mắn mà để mình học được cái ngành công nghệ thông tin trước khi bước qua cơ khí. Cho nên đối với mình là mình rất may mắn để mình có được cái ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin qua cơ khí hiện bây giờ mình, nếu như mình không có ngành tin học thì mình học cơ khí rất là khó. Cơ khí mà sản xuất theo cái chuẩn, theo một cái quy trình đó là phải đòi hỏi con người phải có kiến thức về tin học để thiết kế trước khi sản xuất. Còn mình, nếu như mình không có cái đó thì mình sẽ làm rất là chậm và khó phát triển lắm. Cho nên là nó rất bổ trợ và rất hữu ích. Số thị trường mình được sản xuất như mình xuất khẩu như là thứ hết là Campuchia nè, Sri Lanka, Singapore, Myanmar, Ấn Độ. Thì những thị trường đó hiện bây giờ là có một phần là thông qua website mình đăng, mình quảng bá trên mạng, còn một phần là nhờ những công ty mà ở Việt Nam qua bên đó làm, họ mua máy mình đem bên đó họ xài, rồi xong rồi bên đó họ mới thấy họ mua thêm. Thì qua tiếp xúc với các cái nhà máy thủy sản, rồi các cái nhà máy xe sát, thì hai cái mô hình đó là thường xuyên sử dụng máy của mình. Thì riêng về vấn đề máy chấu thì vấn đề máy hút chấu phục vụ cho nông nghiệp mà phục vụ cho các nhà máy đó thì hiện bây giờ là nhu cầu của khách hàng là cũng giảm đi do thị trường máy cũng rất là nhiều rồi. Còn riêng về cái ngành thủy sản á thì nhà cung cấp như bên mình thì ít so với cái ngành đó, nhưng mà đa số những cái dòng đó thì các cái nhà máy mà họ khi họ đã đầu tư hết trơn rồi, khi họ xây dựng cách đây vài năm thì họ đã đầu tư thiết bị rồi, thiết bị của mình nó ra đời sau khi đó, cho nên cái nhu cầu thì có nhưng mà nó ngược lại là họ đã đầu tư những thiết bị kia rồi, cho nên là hiện bây giờ mà đối với cái ngành cơ khí mà để cung ứng cái đó thì cũng vẫn còn dư thừa, ngành cơ khí vẫn dư để cấp cái đó. Hiện nay máy móc cơ giới phục vụ sản xuất trên đồng, máy phục vụ sau thu hoạch đều còn những dư địa rất lớn để phục vụ ngành nông nghiệp. Và những doanh nghiệp cơ khí, dù đã định vị được mình như câu chuyện Tây Đô hay Phan Tấn, thì những người chủ doanh nghiệp, những thợ cơ khí vẫn luôn có những bước khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không ngừng để phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội, phục vụ ngành nông nghiệp đang ngày một phát triển. Rộng hơn nữa, ngành nông nghiệp ngày càng phát triển, thì những máy móc phục vụ các khâu đều phải có sự phát triển tương ứng. Từ những máy suốt, máy xới thô sơ đến máy móc sử dụng IoT trên đồng. Nông nghiệp Đồng Tháp cũng đang cần những máy móc như là thu hoạch nông sản các loại máy phục vụ sơ chế như tách vỏ hạt sen, gọt vỏ xoài hay tách cơm nhãn. Đây là dư địa cho những ý tưởng khởi nghiệp trong nhóm cơ khí chế tạo máy phục vụ nông nghiệp ở Đồng Tháp.